Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kích hoạt thẻ HSBC ngay sau khi nhận được thẻ từ ngân hàng để sử dụng được các tính năng của thẻ. Có rất nhiều chủ thẻ mới không nhìn nhận được cái tầm quan trọng của việc kích hoạt ngay sau khi nhận thẻ. Họ thường bỏ quên và gặp phải những rắc rối không đáng có như là việc không kích hoạt thẻ trước khi sử dụng sẽ khiến các bạn không thể thực hiện giao dịch qua thẻ. Thẻ chưa được kích hoạt phần lớn các tính năng của thẻ để bị khóa, không thể sử dụng như là thanh toán tại các máy POS, rút tiền mặt tại ngân hàng, cây ATM hay là thanh toán online. Vì lý do này nên ngay sau khi nhận được thẻ HSBC thì các bạn cần kích hoạt để có thể sử dụng toàn bộ tính năng của thẻ. Để biết cách kích hoạt thẻ ATM nói chung hay là thẻ tín dụng HSBC nói riêng thì các bạn hãy thực hiện theo cái hướng dẫn ngay sau đây nhé. Để kích hoạt thẻ ATM HSBC và cách kích hoạt thẻ tín dụng HSBC đều qua hai cách chính là gọi lên tổng đài ngân hàng và kích hoạt qua cây ATM của HSBC. Các bạn có thể thực hiện gọi tổng đài kích hoạt thẻ. Đó là các bạn hãy gọi đến trung tâm dịch vụ khách hàng HSBC theo số máy 028 37 247 247 của miền Nam và 024 62 707 707 của miền Bắc. Thời gian hoạt động của trung tâm dịch vụ khách hàng HSBC từ 8 giờ cho đến 22 giờ thì các bạn cũng cần phải ký tên ngay vào phần quy định trên mặt sau của thẻ. Sau khi mà kích hoạt thẻ xong, các bạn còn có thể đăng ký mật khẩu cho dịch vụ xác thực được cung cấp bởi Visa, Mastercard thông qua ngân hàng trực tuyến. Với việc đăng ký dịch vụ này khi mua sắm tại các trang web có dấu tích xanh của dịch vụ thanh toán an toàn, các bạn sẽ được yêu cầu đăng nhập mật khẩu đã đăng ký cho dịch vụ xác thực nói trên mới hoàn tất cái việc mua hàng. Tiếp theo đó là cách kích hoạt qua ATM HSBC. Sau khi nhận được thẻ cùng mã số PIN mặc định từ nhân viên ngân hàng, các bạn cần tìm đến máy ATM của ngân hàng HSBC gần nhất để tiến hành kích hoạt thẻ. Đầu tiên, chúng ta sẽ đưa thẻ theo chiều mũi tên màu vàng vào máy ATM, chọn ngôn ngữ. Tiếp theo, chúng ta sẽ nhập mã PIN mặc định tại phong bì, rồi nhập mã PIN mới được đặt theo sự lựa chọn của riêng bạn. Sau đó, tiến hành nhập lại mã PIN mới một lần nữa, phải trùng khớp 100% với mã PIN mà các bạn đã nhập lần 1. Máy ATM sẽ hiển thị thông báo xác nhận đổi mã PIN thành công. Khi mà thông báo này xuất hiện thì đồng nghĩa với việc là các bạn đã kích hoạt thành công thẻ ATM. Một số lưu ý khi các bạn lần đầu sử dụng thẻ HSBC đó là các bạn cần kiểm tra thông tin, và đây là điều đầu tiên mà các bạn nên thực hiện trước khi kích hoạt thẻ. Ngay khi mà nhận được thẻ từ nhân viên ngân hàng thì các bạn cần kiểm tra lại họ và tên, số thẻ, số tài khoản, thời gian hiệu lực, băng chữ ký có nguyên vẹn hay là chảy xước gì không. Nếu như có vấn đề gì xảy ra với thẻ của mình, các bạn cần thông báo ngay cho nhân viên để có sự hỗ trợ kịp thời, tránh các rắc rối xảy ra trong quá trình sử dụng. Ngoài ra thì hãy chắc chắn rằng chiếc thẻ mới nhận luôn nằm trong tầm quan sát của bạn, nhằm tránh việc ngân hàng sao chép thông tin và sử dụng thẻ trái phép. Tiếp đó thì các bạn hãy cẩn thận khi mà thanh toán. Lần đầu tiên thanh toán trực tiếp bằng thẻ HSBC tại máy POS thì các bạn cần thực hiện lần lượt những bước sau: đưa thẻ cho nhân viên, đảm bảo rằng các bạn luôn quan sát hành động của nhân viên. Nhân viên quét thẻ vào máy, nhập số tiền rồi in hóa đơn và yêu cầu bạn ký. Hãy kiểm tra các thông tin trên hóa đơn trước khi ký xác nhận. Các thông tin cần kiểm tra là tiền, loại tiền thanh toán, số thẻ, ngày giao dịch nhằm đảm bảo an toàn. Nếu như thông tin chính xác, các bạn có thể ký xác nhận. Nhận lại thẻ từ nhân viên cùng một liên hóa đơn ngay sau khi giao dịch hoàn tất. Trong trường hợp mà kiểm tra thông tin trên hóa đơn không chính xác thì bạn có quyền yêu cầu nhân viên hủy giao dịch vừa thực hiện. Để đảm bảo an toàn thì các bạn cần liên hệ ngay với ngân hàng để kiểm tra xem giao dịch đã chính thức được hủy chưa. Chỉ với vài bước đơn giản thì các bạn có thể kích hoạt thẻ HSBC thành công để sử dụng toàn bộ tính năng của thẻ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào các bạn.